Trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em tool bài bát iPad 2 free nhé. Anh em vào link bên dưới phần mô tả video để tải về. Và để tải được tool thì anh em phải subscribe kênh YouTube của họ nhé. Anh em tiến hành ấn đăng ký và quay trở lại để download cái tool này về. Tool này thì sẽ hỗ trợ bài bát cho iPad 2 phiên bản iOS 9.3.5 free nhé. Một click là ok. Sau khi mà anh em download thành công thì anh em sẽ tiến hành cài đặt như những cái phần mềm bình thường và tiến hành là mở tool lên nhé. Cái này thì bài bát khá là đơn giản, anh em chỉ cần mở tool lên và tiến hành là một click là ok nhé. Rồi sau khi mà tool nó lên như này, nhận đủ thông tin iPad thì anh em sẽ tiến hành kích cho mình cái nút start bài bát là ok, nó vào rất là nhanh nhé. Tool này thì hoàn toàn là free. Tuy nhiên thì đối với tool này, anh em bài bát iPad 2 thì anh em không có tắt được nguồn nhé. Còn trong trường hợp mà anh em để máy hết pin hay là anh em tắt nguồn, nó sẽ bị văng lại active. Trường hợp mà nó văng lại active thì anh em cứ mở tool này lên, anh em chạy lại là free nhá, anh em không có mất phí ở cái tool này. Ở đây mình sẽ reboot lại cho các bạn xem nhé. Khi mà reboot tức là khởi động lại máy thì nó sẽ bị văng lại với active. Khi mà mình khởi động lại thì nó sẽ bị văng lại với active nhé. Anh em cứ mở tool này lên, anh em chạy lại free nhé. Link tool thì mình sẽ để dưới phần mô tả video này. Anh em nào quan tâm thì có thể tải về và sử dụng nhé. Hoàn toàn là free.